Ơi. Phúc Luân xin chào mọi người nha. Chào mọi người buổi tối vui vẻ nha. Hôm nay Phúc Luân có một con TL2000 nè. Con này sử dụng các cỏ ít ít trong gia đình nè. Con này chế 2 kim nha. Đấy. Hàng này hàng bãi về. Bên em chưa dọn thì mọi người có nhu cầu lấy thì bên em sẽ dọn và gửi hàng cho mọi người nhé. Con này model của nó đây mọi người. Model TL20 nha. Nè. Mọi người nhìn tâm cần nè. Còn như mới luôn mọi người. Bồ này, rất sáng. Máy này là còn đúc Nhật nha. Chưa rửa, chưa vệ sinh. Đây, con này tay lái nè. Tay lái lớn nha. Tay lái đầy đủ. Đấy, cần của nó đây. Đầu bò là nó có một cái này hay hay nè. Nó chống quấn cỏ nè. Có cái miếng nhựa ốp trên đây luôn nha. Rồi. Đó, con này thì em bán cái giá tốt cho mọi người để mọi người sử dụng nha, là 1 triệu 1 triệu tư nha. Con này em bán 1 triệu tư và bên em bao ship, còn máy móc cực kỳ đẹp nha. Rồi, chế 2 kim luôn à. Rồi, biết là nó hệ rồi ha. Đó, Mitsubishi TL nhé. Trong lóc là có dập main da băng đàng hoàng nha mọi người. Em bán hàng có sao nói vậy nhé. Mọi người mua thì hàng bên em thì em tư vấn nhiệt tình lắm. Rồi, con này em đã báo giá, mọi người lấy thì bên em gửi hàng nha. Rồi, ok mọi người nha.